nào? Có phải biệt thự cho thuê hay không? Vâng, đúng rồi đó. Vậy tôi sẽ chuyển tới hôm nay luôn. Được rồi. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Mình cần phải dọn gọn gàng hơn nữa. Xin chào. Xin chào. Đẹp thiệt. Xin mời vào. Cảm ơn nha. Ôi, ghê quá. Ôi, mình đã sắp xếp xong đồ đạc rồi. Bây giờ mình sẽ đi bơi. Thật bừa bộn mà. Xong, gọn gàng như cũ rồi. Ôi, mình vừa bơi xong, giờ mình thấy đói rồi. Ôi, mình làm rơi tùm lum rồi. Cụm bánh mì. Ôi, được rồi, đã xong. Nhưng mà những đồ này, đây là gì vậy? Ở đây thật là vui. Mình sẽ ngủ một chút. Ok, ngủ ngon nha. Chào buổi sáng mọi người. Tôi rất tiếc là tôi phải đi hôm nay. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Hoan hô, cuối cùng ông ấy cũng đi rồi. Cuối cùng cũng sạch sẽ trở lại rồi. Ai nữa giờ ta? Mình không muốn ai tới. Xin chào, lại là tôi đây. Tôi rất thích ở đây. Vì thế tôi mang cả bạn tôi tới nữa.